Xin chào các bạn Khi chúng ta càng lớn tuổi đó thì cái tỷ lệ và chúng ta bị đột quỵ nó càng tăng các bạn Và đặc biệt là nữ là chúng ta trên 65 và nam trên 70 Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được rằng là cái mạch máu của chúng ta đó nó có bị nghẽn hay không thì nó có một cái test uh, nó có tên là ABI tức là nó viết tắt của cái chữ là ankle brachial index tức là chỉ số tay và chân cái nghĩa cái ý nghĩa là như vậy thì cái test này nó rất là dễ làm các bạn tức là ai cũng có thể làm được miễn là miễn sao là chúng ta đó uh, biết cách làm thôi các bạn thì cái test này đó khi các bạn làm ở nhà đó là nó sẽ cho biết rằng là cái chúng ta có thể đoán trước được rằng là cái cái khả năng rằng là cái mạch máu của chúng ta nó có bị ngán hay không nếu các bạn nó có bị nghẽn ở cái chỗ nào đó hay không và từ đó là chúng ta sẽ có một cái phương án điều trị thích hợp thì để làm cái 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 test này đó thì đầu tiên đó là chúng ta cần là cái dụng cụ đo đáp áp các bạn rất là đơn giản các bạn chỉ cần thứ nhất là dụng cụ đo đáp áp thứ hai là một cái viết và thứ ba là một cái tờ giấy để chúng ta ghi ra thì khi chúng ta đo cái quá thì cái quá trình này thì cái cách thực hiện nó như thế nào các bạn thì để thực hiện được cái cái test này đó thì Việc đầu tiên đó là các bạn phải làm sao các bạn phải thư giãn nha các bạn. Tức là trước khi làm cái test này các bạn thư giãn, các bạn phải thư giãn ít nhất là 15 cho tới 30 phút. Mục đích là để làm cho cái huyết áp của chúng ta đó các bạn nó trở lại một cách bình thường, tức là nó, nó bình thường như là uh, tức là tức là khi các bạn vận động thì đương nhiên huyết áp của bạn nó cao rồi các bạn không? Thì mục đích là để cho huyết áp của chúng ta đó, nó trở lại như là cái mức bình thường. Thì um, cái uh, cái thứ hai đó là các bạn trong trong quá trình các bạn thực hiện cái 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 bài kiểm tra này đó các bạn phải nằm xuống như các bạn đang nằm chúng ta kê cao gối lên tức là chúng ta không muốn ngồi nha các bạn và chúng ta sẽ phải đo huyết áp của cả hai tay các bạn và hai cái mắt cá chân thì trong cái test này các bạn phải làm bốn cái các bạn chúng ta phải đo huyết áp bốn lần thì uh, đầu tiên đó là các bạn có thể đo huyết áp đầu tiên là các bạn đo cái dụng cụ, các bạn đo cái dụng, các bạn đeo cái dụng cụ đo huyết áp vào trong cái tay trái hoặc tay phải gì cũng được như các bạn. À, rồi sau đó là các bạn nghỉ 5 phút. thì sau 5 phút đó các bạn, thì các bạn đo bắt đầu bắt đầu các bạn nhấn cái nút để cho nó đo huyết áp, thì sau đó là sẽ nhảy cái số ra, nha các bạn, rồi các bạn ghi ra. thì đầu tiên đó là mình sẽ đo huyết áp ở bên cái à, tay trái trước hơn các bạn thì khi đầu tiên là các bạn phải đo các bạn phải đeo cái dụng cụ đó vào trong cái 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 cái, cái, cái tay trái trước rồi sau đó chúng ta nằm nghỉ 5 phút các bạn mục đích là để cho huyết áp của chúng ta nó trở lại bình thường chúng ta đo nó mới chính xác được thì sau 5 phút đó thì các bạn đo đó thì nó ra con số bao nhiêu thì các bạn ghi ra nha các bạn thì ở đây đó là nó là 124 trên 79 nè rồi sau đó đó là các bạn à, gỡ ra rồi các bạn đeo cái dụng cụ đo đó vào trong cái tay phải nha rồi sau đó là chúng ta cũng phải đợi 5 phút nha các bạn. Chúng mình nhớ là tức là tức là mỗi lần đo huyết áp là các bạn phải uh, phải cách nhau 5 phút nha các bạn. Mục đích là chúng ta sẽ nằm nghỉ ngơi để cho cái cái cái, cái huyết áp của chúng ta nó trở lại bình thường. Thì sau 5 phút đó thì các bạn nhấn cái nút Xong các bạn để cho cái máy nó đo. Thì lúc này đó mình đo được là 124 trên 79 nha các bạn. Thì lúc này thời sau 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 đó đó các bạn lại đeo cái 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 cái, 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 cái dụng cụ đo vào cái mắt cá trên phải nha các bạn trên trái hay trên phải dưỡng được nha các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ ngưng lại uh, 5 phút nữa các bạn thì lần này đó mình đo ra cái mắt cá trên trái đó các bạn nó là một rồi sau đó các bạn gỡ ra các bạn đo cái 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 các bạn đeo vào cái dụng cụ đó vào được đo huyết áp đó các bạn vào trong cái mắt cá trên phải nha rồi sau đó ta ngưng 5 phút nha thì sau 5 phút đó, thì mình đo ra là một vậy là chúng ta đã có bốn cái chỉ số đo huyết áp của hai tay và hai chân của chúng ta nhưng mà khi các bạn nhớ các bạn đo cái huyết áp ở cái mắt cá chân đó là chúng ta để ý cho các bạn T tại vì cái mắt cá chân đó là cái huyết là cái mạch máu đó là nó chạy nó chạy nó nó, nó chạy song song với cái mắt cá nha các bạn chúng ta để cho nó chính xác thì khi mà chúng ta có được bốn cái chỉ số này rồi đó thì uh, thì chúng ta sẽ lấy cái chỉ số cao nhất ở chân như các bạn đó ở chân chúng ta chia cho cái chỉ số cao nhất ở tay thì mình sẽ ra cái kết quả là được ra là 1.11 nha các bạn thì cái kết quả này nó cho biết chúng ta nó cho chúng ta biết cái gì nếu mà cái kết quả các bạn chia ra tức là các bạn lấy cái số nó có hai số nha các bạn cấp cận các bạn lấy cái số đầu tiên các bạn đừng có lấy số thứ hai nha các bạn cái số đầu tiên cao nhất ở chân chia cho cái số đầu tiên cao nhất ở tay thì nếu mà cái số nó ra đó là từ 1 cho tới 1.4 đó là bình thường nha các bạn, tức là mặt máu cũng ta bình thường, chúng ta không có bị nghẽn gì hết. Nhưng mà nếu mà cái kết quả đó nó là từ 0.9 cho tới 1 chấm đó, là chấp nhận được nha các bạn là chấp nhận tạm chấp nhận được nhưng mà nếu mà từ 0.8 cho tới 0.9 là chúng ta đã có nguy cơ bị nghén có nguy cơ bị nghén nha các bạn và nếu mà nó là dưới 0.8 tức là từ 0.5 cho tới 0.8 là mạch máu của chúng ta nó bị đóng cả tức là nó bị hẹp lại nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi nhưng mà nếu mà nó là dưới 0.5 đó tức là cái mạch máu của các bạn nó bị hẹp một cách trầm trọng nữa các bạn còn nếu như mà cái chỉ số này nó là trên 1.4 đó là các bạn bị vôi hóa mạch máu tức là mạch máu của chúng ta đã bị cứng à, các bạn vậy thì đó khi mà các bạn đo ra cái chỉ số ra đó, các bạn chia ra đó các bạn có một cái chỉ số mà nó là từ dưới 0.8 hoặc là trên 1.4 đó thì các bạn nên đi khám nha các bạn ha để chúng ta có một cái uh, phương pháp điều trị thích hợp cho từng trường hợp nha các bạn thì đó là cái uh, cái cái một cái cách kiểm tra đơn giản đó các bạn mà, mà, tức là các bạn chỉ cần một cái dụng cụ đo huyết áp giấy và viết thôi là các bạn có thể tự kiểm tra tại nhà xem rằng là cái 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 mạch máu của chúng ta đó nó có thông thoáng hay không nó có bị hẹp lại hay không, đúng không? để mà chúng ta có thể phòng ngừa trước được cái bệnh về tim mạch hoặc là cái tình trạng về đột quỵ mà muốn chia sẻ cho các bạn và nếu như các bạn chưa xem cái video của mình đó về cái lỗi chúng ta thường hay gặp khi đo huyết áp mà đã làm cho huyết áp của chúng ta nó cao hơn bình thường mình sẽ để lại cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi cảm ơn các bạn đã xem video của mình hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo